Okay, so lesson for today is diphthong I. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học một nguyên âm đôi là I. Nguyên âm đôi này thì thực ra ấy, nó không khác gì với là âm I trong tiếng Việt cả. Chúng ta cùng tìm hiểu xem là các cái cách phát âm như thế nào này, kết hợp như thế nào và vài ngôn từ như thế nào, ok? Mặc dù là nó không khác gì so với lại tiếng Việt nhưng mà mọi người vẫn bị nhầm rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì là mọi người hay bị bỏ qua âm I mà mọi người chỉ đọc là A thôi. Ví dụ trong từ có từ là từ time. Thì mọi người sẽ thường hay nói là time, đúng không ạ? What time is it, đúng không? Hoặc là I'm, cái từ I am ấy thì đọc vào là I'm, thì mọi người hay đọc là am. Đó là cái sự khác nhau giữa cách phát âm của mọi người bình thường khi mà mọi người chưa hiểu và cái cách phát âm khi mà mình đã hiểu rõ được cái cấu trúc của nó, ok? Một số cái từ như thế, ví dụ như từ time, từ I'm thì mọi người hay thiếu âm I mà mọi người chỉ đọc là time, what time is it, nhưng thực ra nó là what time, ok? I. Và tất cả các nguyên âm đôi thì Jenny cũng đã nói đó là một cái gì ạ? Quy tắc mà chúng ta luôn cần phải ghi nhớ, đó là quy tắc 3 ngón tay. Quy tắc 3 ngón tay là gì? A, I. Hai ngón tay mình phát âm âm đầu và một ngón tay mình phát âm âm cuối. I. Tức là cái âm A là âm chính và âm I là âm phụ. Chính vì thế nên là mọi người hay bị mất cái âm phụ, hay bị bỏ quên cái âm phụ đó vì nghe thì nó cũng không ra lắm ấy, nó không rõ lắm, mà trong khi mà mình phát âm và đọc mà nói chuyện thì mình nghe, thứ nhất là nghe không rõ lắm này, hai là mình đọc ra mình cảm giác là nó cũng khá là đúng rồi, mình không cần quan trọng vào nó nữa. Nhưng từ ngày hôm nay thì khi mà mình hiểu rõ hơn về nó thì mình sẽ làm sao thực hành làm sao cho nó rõ ràng, ok? Nói làm sao cho nó rõ. Không phải là time nữa, mà không phải là what time it is nữa, mà là what time it is, ok? I'm, mọi người cùng đọc nha. I, miệng chữ A này. A, I, 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 A, I, 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 is it? Right? Rất là dễ thôi. Now let's move to the next word, the first word. Now, I. Ending sound của từ này là âm k bật ra nha. I like. Okay? Like. What animal do you like? Okay, what animal? Animal, what animal do you like? Okay, I like animal. What animal do you like? What animal do you like? Okay, I like. Okay, so mọi người giơ tay nào. Raise your hands, please. Okay, mời chị Kim Chi. Like. What animal do you like? Chị đọc cái âm từ what dứt khoát ra cho em một chút. Đọc lại nào. What animal do you like? Animal.
Yeah. Animal. Yeah. Do you like? Do you like? Yes, very good. Nhớ nhá. Watch. Mình đừng watch. Bởi vì sao âm âm a đây là âm ngắn. Ok, mình đọc dứt khoát rồi. Watch. Watch. Vào từ vào câu thì mình sẽ hay làm sao? Đối với lại các cái từ mà đằng sau nó có phụ âm ấy, thì bắt đầu bằng phụ âm ấy, thì cái từ watch này nó cũng sẽ bỏ âm t đi. Ví dụ như mà câu ví dụ là what do you do thì mình không đọc là what do you do mà mình chỉ nói là what do you do thế thôi. À, ok, thank you, dứt khoát là được. Ok, mời Ngọc Anh ạ. À, hai mẹ con nhà Ngọc Anh. Like what animal do you like? Yes, rất tốt. Con đọc lại cho cô từ animal nào. Animals. Yes. Now animal. Animal. Yeah, animal. Okay, thank you. Good. Like. What animal do you like? Yes, okay, animal. Nhớ chị thử. Animal. Nhớ chị chú trọng chú ý lại cho em cái trọng âm nhá. Chị đọc cái từ animal, chị đọc cái từ an nó có thêm dấu sắc đúng không, nhưng mà em vẫn không ra cái giọng âm ở từ đó, nó cũng không ra là nó nhấn mạnh, nó chỉ là animal. Now what animal? Animal. Okay, what animal? Okay, đọc lại đi, đọc lại đi. What animal do you like? Animal. Okay, do you like? Thank you. Okay, so mời bạn Sushi. Like, what animal do you like? No, animal. Bạn Minh Long 4D này không được bật tiếng đâu nha. Lúc nào cô gọi này mới được bật tiếng nha. What? Cô đọc lại nào. Animal. Yeah, animal. Do you like? Animal. What animal do you like? Ok, thank you con, được rồi đó. Bạn em có đọc không? Ok, so now, put your hands down please. Rồi, we have cái từ này nhá. Đây là một cái làm sao nhỉ? Nó là một cái gì? Nó là cái từ này nó gần giống với một từ mọi người rất là hay bị nhầm. Mà kể cả là em có nhớ là có những cái sản phẩm in của Việt Nam á, nhầm cái từ này với lại cái số 9 á. Số 9 nó là 9. Ok, số 9 của người ta là 9. Đó là cái sự khác nhau của âm cuối. Sự khác nhau của âm cuối. Tức là cái từ âm cái từ nine này nó có âm là đây như này. Nine. Ok, nine. Còn đây là night. Ok, night. Đó, mọi người thỉnh thoảng này có người nhầm cái từ này với lại cái từ số 9. Đây nhá, đây là night. Ending sound của nó là âm t. Night. Rất là dễ thôi, cái từ âm I nó không có gì cả. Đa số là trong cái quá trình mình học thì mình sẽ phải học những cái âm đi cùng với âm I đó. Night. Còn đây là nine. Ví dụ chúng ta có một câu như này nhá. Ok, có một câu như này, mọi người có nhìn thấy cái chữ nhỏ nhỏ trên màn hình không? Mà em đang nghĩ thế. I go to sleep at 9 p.m. every night. Okay, I go to sleep at 9 p.m. every night. Thì ở đây có hai từ đúng không? Từ night và từ nine. Thì mình mới phân biệt được. I go to sleep at 9 p.m. 9 giờ tối. Every night là tất cả các buổi tối, ok?
I go to sleep at 9 p.m. every night. Okay? So, now, quay trở lại về cái từ này nhá. Did you hear the storm? Từ did này không phải là did, mà cái âm này là âm it did. Nhưng mà vào trong câu thì nó có thể giảm thể thành âm ơ, nó sẽ đảo ra thành là did. Okay, âm d nó không phải là d mà là d, nó chỉ rung ở trong cổ họng thôi và giật ở lưỡi thôi, cuống lưỡi thôi, chứ nó không giật ở đầu lưỡi và không giật ở miệng. Không phải là d mà là d. Did. Okay, did you hear hear the storm? Âm o dài đúng không nào? Or storm. Từ bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng nhìn vào cái phần phiên âm để đọc nhá. Did you hear the storm last night? Did you hear the storm last night? Okay, đó là câu hỏi yes no question. Nào các bạn ơi, các bạn đừng ấn vào từ và ấy. Now, did you hear the storm last night? Okay, yes no question, câu hỏi nghi vấn thì chúng ta sẽ lên ở cuối câu. Did you hear the storm last night? Now, đọc chậm. Did you hear the storm last night? Okay? So now raise your hands please. Raise your hands, please. Mọi người giơ tay nào. Bạch Ngân. Bật mic ạ. Bật mic. Chị bật mic. Night. Did you hear the storm last night? Now, last. Yeah. Last. Yes. Night. Đọc lại nào. Did you hear the storm last night? Yeah. Nào, chị đọc là đứt rồi nha. Did. Yes. Tăng cái hàm giọng xuống. Did. Did you hear the storm last night? Last night. Ở đây thì âm có thể giảm đi, chỉ đọc là last night là được, không cần phải là last night. Như vậy nó sẽ bị ngắt. Chúng ta chỉ cần đọc là last night, nhưng mà không được bỏ mess. Ok? Yeah, đọc lại một lần nữa cho nó quen. Did you hear the storm last night? Yeah, đúng rồi đó. Ok, cái từ did mình gần giọng xuống nữa một chút là được. Cô mời bạn Room nào. Thank you, teacher. Room. Room, Ngọc Huyền. Night. Con kêu khác đi. Did you the storm last night? Con nghe cô này. Did you hear? The storm. The storm. Last night. Did you hear the storm last night? Did you hear the storm last night? Good job, thank you, Khan. Mời Hiền Nguyễn ạ. Night. Did you hear the storm last night? Ok, chị khá là ổn rồi. Cho từ storm, chị kéo dài một chút. The storm. Storm. Yes, bởi vì sao lại phải kéo dài? Bởi vì là cái từ storm này nó có âm O, R. Cho con letter R. Did you hear the storm last night? Ok. Dạ. Yeah.
Did you hear the storm last night? Yes, okay. Trọng âm câu này sẽ lên ở cuối câu một chút. Did you hear the storm last night? Did you hear the storm last night? Yes, thank you. Very good. Okay, remember the or sound. Storm. Storm. Did you hear the storm last night? Okay. Did you hear the storm last night? Okay, so let's move to the next word. I have mine. Mine. Okay. Đây là một danh từ sở hữu. Ein, mine, okay, mine. This book is mine. Ein, của tôi đúng không nào? Mine, cái gì đó mọi người muốn nói là cái gì đó là của tôi thì chúng ta sẽ nói là this book is mine, okay, mine. Chúng ta không cần phải nói là this book is my book. Ok, tính từ sở hữu thì nó là my, từ my. Đó là ví dụ như mình nói là cái gì đó của tôi. My book, my computer. Là đứng đằng sau cái từ my là có một cái danh từ nào đó. Thì nó sẽ là my. Còn nếu như mà không đằng sau nó không có một cái danh từ nào đó thì nó sẽ là gì ạ? Mine. Ví dụ như mình có cái từ the pen chẳng hạn thì mình nói là this pen thì nó có chữ cây bút rồi thì mình không thích là nhắc lại một lần nữa là cái cây bút này là cây bút của tôi thì nó lại là ví dụ mình nói là this pen is my pen thì nó lại là nhắc lại hai lần lặp lại ấy, thì nó không hay. Mình chỉ nói là this pen is mine. Ok, thì tương tự ở đây câu là this book is mine. Nào, ein, mine. This book is mine. And không phải là mine, không phải là mine, mà là I, mine, mine. Okay, có âm y nha. I, mine. This book is mine. Okay, mine đại từ rồi sở hữu. Còn nó khác với từ my. Okay, my là của tôi, tính từ sở hữu thôi. Đây là đại từ. Okay, so now raise your hands, please. Cô mời bạn Nhi. Mine, mine, mine. This book is mine. Yeah, this. Yes, okay. This book is mine. This book is mine. Yep, thank you, Phan. Mời mẹ Bảo Khang. Mine. This book is mine. Yes, okay, very good. Okay, mời chị Hồng Lan ạ. Mine. This book is mine. Yes, rất là hay ạ. This book is mine. Okay, mọi người đã hiểu cái thank you, teacher. Nó là đại từ sở hữu và đứng sau nó là một cái đại từ rồi, nó là một cái danh từ rồi, nó không cần phải, nó thay thế cho danh từ rồi nên không cần phải một cái danh từ là đứng sau cả. Còn từ my pen, my book thì nó lại phải có một cái danh từ đứng sau. Ok, nó là tính từ mà. Ok, so let's move to the next word. Ok, I'd side. Cái từ này thì rất là hay gặp ở trong hướng dẫn về hình học cho các con, thì mình sẽ có một cái hình nào đó có bao nhiêu cạnh, bao nhiêu cạnh thì dạ là side. Okay, side. A square. Okay, nó không phải là của square, không phải của nhá, mà là của. Square. A square has four sides. A square has four sides. Okay, size. A square
A square has four sides. Sides. Ở đây thì cái âm d nó sẽ không đọc là sizes. Nó rất là nặng. Mà mình chỉ đọc là size. Cái âm d nó chỉ kiểu giống nó một cái stop sound ở trong thôi. Nó chỉ là size. Size. Ok. Nó chỉ chặn một chút thôi. Size. Còn ở bên trên là side. Side. Chúng ta cũng không bật mạnh chúng là side. Mà chỉ đơn giản là side. Ok. Side. A square has four sides. Okay. So now, raise your hands, please. Có bạn mới nào giơ tay không nhỉ? Okay. Có ai mới giơ tay không? Còn có 12 bạn cũ này. Còn bạn cũ thế này. A square has four sides. Okay, square, square. Có ai mới không ạ? À? Có ai mới để giơ tay nữa không ạ? À? Để nói nào. Okay, sao không có ai mới thì chúng ta sẽ gọi lại những bạn đã giơ tay nha. Ok, cô mời bạn Room nào. Side, side, side. A square has four sides. À, cô sợ âm Z đằng sau cho cô nào. Size, ở dưới. Size. A square has four sides. Yeah. A square has four sides. Okay, square. Square. Yeah, square. 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 Okay, square. Square. A square has four sides. A square has four sides. Cô chỉ đọc từ has. À. Okay, thank you con. Được rồi nha. Đây từ has. A. A e nào. A has. Has. Ok, đơn giản thôi. Has. 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 Ok, yeah. Has. Has. Yes, thank you con. Mời hai mẹ con nhà Ngọc Anh ạ. Side. 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 A square. Has four sides. Very good. Size. Okay. Where? The thought. My man. Side. 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 A square has four sides. Okay. Square. 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 Not square. Qua. Square. 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 Air. Yeah, âm này là âm air. Square. 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 Okay, thank you. Thank you, teacher. Chị Ngọc Anh Vũ ạ. Side. 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 A square has four sides. Now, square. Square. Yeah, a square. A square has four sides. Has. Four sides. Four sides. Okay, size. Size. Yes, thank you. Very good. Nhớ âm Z đằng này nha, đây số nhiều, có bốn cạnh đúng không? Four same size, chúng ta phải có bốn cạnh bằng nhau. Ok, đây một từ này rất là nhiều người đọc sai, rất rất nhiều người. Always, what time do you wake up? What time do you go to school? Is time to go to sleep? Time, time, time. No, we don't say what time. We say
What time? I'm, trầm giọng xuống. Time, time. Okay? What time? Time. I'm. Okay, âm nó là âm trầm. I'm, time. Okay? Time. I think. The thing nào? Lưỡi đưa ra ra này. I think it's time. I think it's time to go to bed. I think it's time to go to bed. Okay? I think it's time to go to bed. I think. Think. I think it's time to go to bed. I think it's time to go to bed. Okay, so now raise your hands, please. I'll never see you anymore. Come out again. Come on, let's go and fly. Mời chị Hiền Vũ ạ. Time. I think it's time to go to bed. Đó, nguồn lỗi đó luôn. Đâu có time ở đây đâu. I'm. Này chị có ghi được cho em nào. Time. Không cong lưỡi. Time. I think it's time to go to bed. Cái số time ở dưới là chưa được đâu nha, không phải là time, là time. Time. Nhớ chưa? I think it's time to go to bed. I think it's time to go to bed. Very good. Remember, okay? Yeah, cảm ơn cô. Okay, mời chị, mời bạn Gia Hưng nào. Time. I think it's time to go to bed. Okay, now I think. Con đèn lửa đó nào. Think. Okay, I think it's time to go to bed. I think it's time to go to bed. Time. I think it's time. Yes, to go to bed. Okay, cảm ơn con. Rồi, mời chị Hoa. Time. I think it's time to go to bed. Yeah, I think. Nhẹ nhàng thôi. Think. Yeah, đừng đọc là think. Nó rất là nặng. I think. Think. Yeah, nhẹ nhàng nha. Đừng bật nó ra kiểu giật, mà giật nó ra kiểu đẩy hơi ra thôi. Think. Yeah, I think it's time to go to bed. Đọc lại nào. I think it's time to go to bed. Okay, rồi đó cô đấy. Cảm ơn con. À nhầm, sorry. Tại nhìn thấy bạn nghi nhầm. Cảm ơn con. Sorry, okay. Oh. Okay, so now let's move. Okay, we have. Wow. Okay, now
Cool. Cool. Kawaii. Kawaii. Choir. Choir. Okay? Choir. Ire. Choir. Re. Choir. Require. Okay, nhớ chưa nào? Require. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Require. Require. Okay? Require. These pets. These pets require. These pets require a lot of care. A lot of care and attention. Attention. Attention là một cái mình cũng rất là hay sử dụng trong khi mà hướng dẫn con, là ví dụ bạn ấy không chú ý gì đó nên mình sẽ nói là hey, attention, chú ý vào, thế thôi. Attention. Okay, now this pass require require a lot of care. Care. Air. Không phải là care nhá. Không phải là take care of yourself nhá. Care. Nó là âm air. Air. Nó có rõ ràng cái âm ở đây nhá. Không phải là care đâu. Nó không có mỗi âm air đâu mà là có cả âm ở. Được chưa? Không những có âm r. Ví dụ air. Âm r thì nó còn có, nó còn không có ở, nhưng mà ở đây nó có hẳn âm ở ra đấy. Thì mọi người phải là care. 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 And attention. Attention. Attention ở đây thì cái từ đằng trước, cái từ tion nó cũng là được, nó cũng được nhấn trọng âm. Attention. Rồi vào âm tiết thứ hai, rồi vào từ ten. Okay. This. This. Ở đây nhá. Mọi người ơi, cái từ this này nó khác với từ this kia nhá. Từ this này nó khác với từ this. Đây. This book. Thì ở đây là y ngắn. Ok. This. Y ngắn nó dành cho số ít. Chỉ một cái thôi. Nhưng ở đây là this. Cái viết của nó khác nè. This. This pets. Đó. Tại sao lại phải học IPA là vì lý do này này. Đúng không nào? Nếu như mà nó y nào cũng là y thì hai cái từ này nó chẳng có gì khác nhau cả. Nhưng mà đây là y dài và y ngắn khác nhau nè. This pets require a lot of care and attention. These pets require a lot of care and attention. Okay, cái từ câu này khá là khó. Và mọi người cần phải luyện tập kỹ cho em nhá. These pets require a lot of care and attention. So now raise your hands, please. Mọi người giơ tay đi, câu này khó lắm, mọi người chú ý chịu khó giơ tay để sửa. Không có ai mới hả? Toàn bạn cũ nhỉ? Chị Hiền Nguyễn em chưa gọi à? À rồi. Tất cả còn những người cũ thôi. Có ai mới không? This pass is worth. Require a lot of care and attention. Okay, so I want to invite someone. Okay. Rồi, thì em mời mời Bảo Khang. Chưa.
là chỉ cái hòa thôi. Mẹ bảo Phan là require. This pet require a lot of care and attention. Yes, require. Em đọc khá đúng rồi, nhưng mà cái từ care em lại bị thiếu âm ơ. Em đọc là care. Now, care. A lot of care. A lot of care. Yeah. And attention. Attention. Yes. Em mời chị Lê Hương ạ. Require. This best require a lot of care and attention. Yeah. Now, require. Require. Yes. A lot of care. A lot of care. And attention. And attention. Yes, very good. Okay. Đâu mẹ? Mẹ. Mẹ thả. Mẹ thử xin đi. Nhiều thế, con gì đó? Em chào cô. Require. Require. This pet require a lot of care and attention. Now, pets. Pet. S của em đâu? Pets. Pets. Yeah. Require. 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 Why? Require. Require. A lot require. Of care. A lot. Care. Yeah. Care. And attention. Yeah. And attention. Yeah. Now, how about attention? Attention. Attention. Yes, very good. Hôm nay tiến bộ hơn rồi. Em cảm ơn cô. Yes. All right, so let's move to the next word. Okay. Em chút em tắt cái bật cái quạt này. Em bật quạt này nhá. Không? Okay, so let's move to the next word. Okay. Surprise. Surprise. Eyes. Surprise. Rise. Okay, âm này cũng là rise chứ không phải là rise. Rise. Surprise. I have a surprise for you. I have a surprise for you. I have a surprise for you. Okay, rất là đơn giản thôi. I have a surprise for you. Anna, don't make me hurt. It's in my hands. Okay, so everybody raise your hands, please. Xịt hai cái, ăn xịt hai cái, mùi thơm. Xịt của mẹ, xịt của bố. Phát tinh khủng. Rất siêu. Ok, mọi người giơ tay nè. Có ai gương mặt mới không? Ok, em mời bạn những chị cố nha. Em mời chị Kim Chi. Surprise. I have a surprise for you. Now, surprise. Surprise. I, đừng có hại, I have a. Bởi vì chị có âm ơ đằng sau rồi mà chị đọc là I have a. Now, I have a, hoặc là I have a.
I have a là I đã have a yes surprise surprise for you. Yes, thank you. Rồi em mời chị Nguyễn Bình ạ. Chị Lê Nguyễn chuẩn bị ạ. Surprise. Surprise. I have a surprise for you. Now, surprise. 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 Yeah. I have a surprise for you. I have a surprise for you. Đọc vào câu là thiếu âm Z rồi. I have a surprise for you. I have a surprise for you. Okay, thank you. Mời chị Ly Nguyễn ạ. Thiếu âm Z cho em nhé, chị Bình nha. Surprise, surprise. I have a surprise for you. Nào, đọc chậm thôi nào. Surprise. Surprise. Yeah. Surprise. I have a surprise for you. Yeah. I have a surprise for you. I have a surprise for you. Yeah. Eyes. Lại thiếu âm Z rồi. Eyes. Surprise for you. Yeah, thank you. Very good. Đọc chậm thôi nha, không cần đọc nhanh đâu. Yes, yes. Okay. Next word. Behind. Ind. I-ind. I-ind. Behind. Okay. Behind. I. I-ind. Behind. The cat. Đây là một bài preposition, giới từ, một cái mẫu câu sử dụng trong giới từ, và đây là một trong những giới từ. Thì các cái mẫu câu mình sẽ sử dụng là, một trong những mẫu câu đó là cái gì đó ở chỗ nào đó với cái gì đó. Ví dụ như là đây là gì ạ? The cat is behind the box. Okay, the cat is behind the box. Thì cái từ behind này thì chúng ta có thể thay đổi là on the box, under the box, next to the box. Đó là mình đã có những cái bài tập cho con rồi. The cat is behind. Ind. Trọng âm rồi bằng âm thứ hai. The cat. The cat is behind the box. Okay, it's very easy, right? So now raise your hands, please. Ok, mời bạn Khánh Vy. Behind. The cat is behind the box. Yeah, behind. Behind. Yeah. The cat is. The cat is behind the box. Yeah, is behind. Is behind the box. Box. The cat is behind the box. Yes, okay, và nhớ âm S nha, có âm Z, có âm gió nha. Okay, mời Nhật Huệ nào. The cat is behind the box. Em đừng bật mạnh ra, em đừng bật lần đờ. Behind. Bé em đọc, cô chẳng đọc nữa. Em đang đi. Behind. The box. Vừa rồi là bạn kia đọc đúng không? Dạ. Yeah. Bởi vì là em đọc khá là ổn rồi đấy. Bạn kia đọc đừng con đờ ra. Ok, thank you. So
I invite. Okay, Phương, Phương ạ. Dạ cô ạ. Behind, behind, behind. The cup is behind the box. Yeah, behind. Behind. Nhầm, nhầm. The cat. The cat is behind the box. Okay, thank you. Được rồi chị ạ, chị đọc giọng của chị trước giờ cứ nhẹ nhàng vậy thôi. Chị hồi đang nhấn mạnh một chút là sẽ hay hơn. Oh yes. Yes, thank you. Okay, the last word we have. Oh, sorry. Underline. Ein, line, underline. Okay, underline, underline. Underline. Cô ơi, cô mời con đi ạ. Ok, tí nữa cô mời con nhé. Underline. Cô đang ưu tiên những chị những cô đã chưa được gọi. Ok, underline. Underline. Underline là rơi vào âm tiết thứ ba là trọng âm. Underline. Underline the important. Underline the important words. Words. Underline the important words in their conversation. 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 Okay, conversation. Underline the important. Ở đây có hai từ the, nhưng mà cái từ the này được đọc thành là the, bởi vì đứng sau nó là một từ có bắt đầu bằng một nguyên âm. Còn từ the này được đọc là the, bởi vì đứng sau nó là một từ có bắt đầu bằng phụ âm. Okay, ở đây đọc là the này, ở đây đọc là the này. Okay, underline the important. Important là âm tiết rơi vào trọng âm thứ hai. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai nhầm. Underline the important words in their conversation. Conversation, trọng âm rơi âm tiết đứng trước cái từ tion. Okay, conversation. Underline the important words in the conversation. Đó, đọc nhanh cho là như thế. Underline the important words in the conversation. Okay, so slowly underline the important words in their conversation. All right, dễ thôi. Now, raise your hands, please. Mời chị Trang, Trang. Vâng, chào cô ạ. Underline the important words in the conversation. Yeah, now, cái từ underline, chị đọc nhấn mạnh vào âm ba cho em này. Underline. Underline. Yes, underline. 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 The important words. The important words. Yeah. In the conversation. The conversation. Yeah. Shen. Shen. Say. Shen. Conversation. conversation. À, hai cái sờ đứng cạnh nhau, níu với cả nưỡi. Session. Yeah. Mấy nữa? Conversation. Yeah. Học phụ âm em sẽ cho mấy cái câu tongue twister vào. She sells seashell by the seashore. Đó, cái câu đấy thì thôi, quấn lưỡi luôn. Ok. Khá là ổn. Vâng, đọc chậm lại này để mình chú ý vào các cái phần âm nữa một chút nữa là được. Phải ngữ điệu một chút nữa là được. Okay. Thank you, cô. Ok, you're welcome. Ok, so next one. Okay. Underline the important words in the conversation. Yes, okay. So now I would like to invite someone new. Đâu bạn Chi, hôm nay bảo cô gọi con đi đâu rồi?
Ok. Mời chị Ngọc Anh Vũ ạ. Lại. Underline the important word in the conversation. Yeah. Underline the important. Underline the important words. Yeah. Words in the conversation. Yeah. Cái từ say thì không phải là số nặng nhá. Conversation. Conversation. Yes, very good. Underline the important words. Underline the important words. In the conversation. In the conversation. Yes, very good. Thank you. Yes. I would like to invite someone new. Okay, mời bạn Gia Hưng lại một lần nữa nào. Underline the importance. Underline the importance words in the conversation. Yes, very good. Rất tốt rồi đấy. Rất tốt nha con nhà. Mời chị Phạm Huyền. Gala A9. Underline in the portion was this in the conversation. Underline the important words words in their conversation. Yeah, conversation. Yeah, không hiểu vì sao đây là âm sờ nhỉ, bình thường em vẫn đọc conversation. Conversation cũng được bởi vì là đằng trước nó là một âm dung r mà. Conversation. Thank you. Thank you, teacher. Yeah, so now let's move to their sentences to practice more your pronunciation. Number one, drive on the right. Drive on the right. Từ right này có cách phát âm giống hệt với lại động từ right. Right. Đọc từ viết á, cũng đọc là right. Và đây cũng là right. Drive on the right. Okay. Drive on the right. Ở cái từ drive này không phải là driver nhá. Nó không có ở đằng sau, chúng ta không được đọc thành là driver. Okay. Hoặc là ví dụ app trên điện thoại trên hoặc là trên đấy là có cái mục drive, ok, chúng ta không gọi là driver mà chúng ta chỉ đọc là drive, ok, drive on the right. Number two, why don't you try, ok, why don't you try. Number three, do you like dry wine? Iron, dry wine. Do you like dry wine? I am twice là hai lần. Okay. Một lần là once, hai lần là twice. Okay. Oh, sorry, I'm not lấy đâu á. Twice. I'm twice
your size. Ôi, cái gì mà to gấp đôi. I'm twice your size. Lizard. Lizard. Okay, lizard. Lizard. I'm twice your size. Lizard. And the last one. That guy might buy my cycle. Oh my god. Cái từ này nó có, cái câu này có 7 từ thì đến có 6 từ nữa là con ai rồi. Đọc sái là quay hàm. That guy might buy my cycle. Đây này, cái từ my này là bắt buộc đằng sau này có phải có một cái danh từ đi kèm, bởi vì từ my là một từ tính từ. Ok. Nên chúng ta đằng sau nó phải có một cái danh từ thì nó mới là tính từ sở hữu, nó mới sở hữu được. Nó mới là của tôi, cái xe này là của tôi. Còn ví dụ như mình có một câu khác là this cycle is mine. Mine, từ mine chúng ta đọc đầu ở phần đầu á thì nó là is mine, nó là đại từ sở hữu. Ok. Còn đây là tính từ sở hữu này. My sở hữu là gì ạ? Sở hữu đó là cái gì mình sở hữu là của mình. Có nghĩa là kiểu không phải là của mình, mà tức là có gì, có kiểu cái vật thể gì đó sở hữu của cái gì đó. Kiểu là như thế. Sở hữu mà. That guy might buy my cycle. Nếu như mà sau mọi người học nhanh thì em sẽ chèn thêm một phần hướng dẫn mọi người ngữ pháp về sử dụng các câu. Thì mình chỉ cần biết một số cái, ví dụ như đại từ đứng ở đâu này, tính từ sở hữu các thứ đứng ở đâu này. Và mình khi mình sử dụng thì mình các cái mạo từ các thứ là mình sử dụng như thế nào này. Động từ to be là một số thì. Thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng để giao tiếp hàng ngày với các bạn nhỏ. Rất là dễ, rất là đơn giản thôi. Mà các bạn cấp 1 đó, cấp 1 thì đa số là học chỉ học xoay quanh những cái này đó thôi. Đó là về những cái các cái đại từ sở hữu, tính từ sở hữu như thế này này. Các cái thì, một số thì đơn giản này. Đó, thì quá khứ, có thì hiện tại, thì tương lai. Đó, một số cái thì đơn giản, 6 thì chủ yếu. À, 6 thì chính. Và một số cái quy tắc đó rất là dễ thôi, là mọi người hoàn toàn, thực ra cái tiếng Anh giao tiếp nó rất là dễ, cái tiếng Anh mà nó chuyên nghiệp hơn là mới khó, chứ còn tiếng Anh giao tiếp rất là dễ, mình chỉ cần biết một cái số cái mẫu câu, nắm bắt một số cái mẫu câu là mình hoàn toàn có thể nói được. Và cái tiếng Anh giao tiếp thì mình chỉ cần dặn trâu rồi, bằng cách đó là mình giao tiếp hàng ngày, mình nói chuyện thôi, là nó hoàn toàn là mình hoàn toàn có thể áp dụng được, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được cái tiếng Anh giao tiếp của mình, chứ không cần phải đi học, không phải học đi học, không cần phải ấy. Và tốt nhất là phải có người nói chuyện, tức là mình phải có người trò chuyện để tạo ra cái môi trường, thì mình có thể cùng con học, các bạn nhỏ thì cùng học cùng với bố mẹ hoặc là bạn bè, đó mình có thể cùng nhau học. Trong nhóm ấy thì mọi người có thể chia ra để mọi người có thể thực hành các cái bài hội thoại. Đó. Thời gian này thì em kiểu bận nhưng mà em không biết là mọi người đang làm hội thoại như thế nào, nhưng mà mọi người có thể thực hành các cái bài hội thoại mà em gửi ấy. Những bài hội thoại em đã gửi hết rồi, mọi người chỉ cần thực hành những bài hội thoại đó thôi, dần dần là mọi người sẽ có thể tích lũy được một vốn mẫu câu và từ vựng, là mọi người có thể nói chuyện được ngay, dễ lắm, đơn giản. Okay, so that's all about the lesson today. So any question for